ลดี้หนุ่มสาวซึ่งไปเคลียร์พื้นที่ให้รถขนเสบียงไปมาได้สะดวกซึ่งก็ต้องเสี่ยงอันตรายจากลูกระเบิดค่ะแต่คณะหนุ่มสาวทุกคนก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าจะได้มีส่วนร่วมในการปลดแอกภาคใต้ร่วมกับภาคเหนือเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะเทียบแถวลาไปฮัทเจ้าแอมโกไหลลำหงสังตักเงี่ยสีอูตูอังเซืองตรงกาตบกานามสิ้นเมย์บีวีบากัดบาทเถื่อนกึกเชิญรับชมรับฟังค่ะSẽ ta vẫn trên những dặm đường, làng quê ta vẫn có suối đeo đuổi đường, và sẽ ta vẫn ra chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, với tiếng con cao đàn thời, vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Tiền quê lần qua trên quê ta, đi không đường định chuyển xe ta vẫn ăn qua. Hồng lịch ơi, đỉnh cao mây vờn, đã cùng em từ nhiều đêm đứng tròn.Tôi tiếc những mảnh đường quê nhà được rộn ràng những chuyến xe qua tình nghĩa quê sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm thiên hương cháy lái mà xin em cảm nào xe ta vẫn đi trên đường lòng vui như mơ hồi đường quê em bên bên đưa đi soi về bao tâm tình đừng lờ đèn dặn soi lửa soi để em đi thông đườngkia cả từng bằng ngày cuối đường vươn đèo ngang nhà bạn ơi thầy ai ta dồn lên lời ca lời cô gái trên đất Lam Hồng với dòng xe qua lòng em còn phố thọ dù say cháy đêm cháy ngày cùng chẳng bằng tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương đi không đường tình chuyến xe qua hòa chung tay lái em đã lo câu ngày.Trên đường quê nhà đường rộn ràng những chuyến xe qua tình nghĩa quê sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm hiền phương tay lái mang xin em đạp nà xe ta bon bon đi trên đường tiền quê nó thấy gọi về quê hương bao thân yêu cho ta người lời thông tình chào những người chẳng tiếc máu xương ngày đêm không đườngđây xa thương, đây tình nam bên kia vắng. Thương nhau ta nào có quản chi? Người cô gái trên đất Lam Hồng, với bàn tay em rơi nước mắt lấn biển. Dù say cháy đêm cháy ngày, cùng chẳng bằng tình nghĩa em. Vì mình có gian nào, đi không được những chuyến xe qua.